Lấy cái cửa chim, lấy cái miếng, lấy hộp dài chim cửa sơ lại, giặt này. Không mở được tôi mới. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em quay trở lại với kênh game Boycoder 123 của mình nha. Boycoder Liên Minh Huyền Thoại nhằm các bạn. Thì bây giờ mình vô game mình lại đấu rep thôi. Mình có con thỏ nhỏ. Nhìn lên là không chơi nữa. Thấy mệt mệt rồi. Thank you.
người ta. Chuột rồi sao anh gần đúng thì chết đầu quá đi qua có mà chết trăm người nước đá không luôn không đọc mà đúng không mẹ xin lỗi.
luôn chị. Mỗi bữa thì sao ra giật mình sợ rác. Ê, bữa sau là bóp hai cái kẹt kẹt cửa là mới mở cái chốt. Mới nhẹ hiểu không? Mở bóp cái cửa với cái bản đề xác lại là mới mở ra. Nước dẫn phốt đèn đèn đó em cũng biết nhất cái đánh ngồi chút ngày nay có cái để ừ. Tặng này đánh nó cứ lên là sao âm mưu à.
chơi đi, chứ chơi nữa.
cửa giặt đó. Rồi lấy cái cửa chim, lấy cái miếng, lấy hộp dài chim cửa sơ lại giặt đó. Không mở rồi tôi mới xin chào tất cả anh em, chào anh em quay trở lại với kênh game Boycoder 123 của mình nha. Boycoder liên minh điện thoại nhằm các bạn. Thì bây giờ mình vô game, lại đấu URF thôi. Mình có con thỏ nhỏ. Muốn lên áo ta? Không. Nhìn lên mình ra là không chơi nữa. Thấy mệt mệt rồi nên...
Vậy biết sao không? Không nữa. Đó là vậy còn nữa. Gì vậy? Lấy ra. Ở em đang chuột anh đang chơi mà em. Cái chuột rồi sao anh gặp đúng thì chết đầu quá đi mà. Có mà. Chết cầm rồi. Nước đá không được. Không đọc mà. Đó là mẹ. Xin lỗi.
đàn bị đập thật là vãi o. Lấy mình nước thì nó nước dưỡng phốt đèn này nó không biết nhất cái đánh ngộ ngày nay uống cái để cứ lần là sao thiết âm mưu chơi chứ chơi nữa.
cần có giặt á. Lấy cái cửa chim, lấy cái lấy hộp dài chim cửa sơ này giặt á. Không mở được tôi mới. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em quay trở lại với kênh game Boy Code 123 của mình nha. Boy Code Liên Minh Huyền Thoại nhằm các bạn. Thì bây giờ mình vô game. Lại đấu UREF thôi. Mình có con thỏ nhỏ. Ủa đây nào ta? Nilan. Mình ra là không chơi nữa. Thấy mệt mệt là